Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tội ác bị che giấu suốt 13 năm dưới bể nước bỏ hoang tại Thủy Nguyên, Hải Phòng đang dần lộ diện khi nghi phạm Bùi Trọng Thành, 30 tuổi, người cùng xã với nạn nhân đã bị công an bắt giữ sau quá trình điều tra truy xét. Những bí ẩn về cái chết của người phụ nữ giao ga sinh năm 1988 có tên viết tắt là Nguyễn Thu Tê, mất tích 13 năm trước, sau đó tìm thấy hài cốt trong bể nước bỏ hoang bắt đầu hé mở. Hành trình đưa tội ác ra ánh sáng của lực lượng điều tra bắt đầu vào chiều 6 tháng 12, thời điểm ông Nguyễn Văn Quỳ ở thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trong lúc đi tìm con chó của gia đình bị mất, đã phát hiện một bộ hài cốt tại khu vực bể nước bỏ hoang sau vườn nhà. Đến sáng 7 tháng 12, ông Quỳ đã lên công an xã Lại Xuân trình báo vụ việc trên. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Lại Xuân đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng tiếp cận bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Khi bộ hài cốt được phát hiện, tất cả những gì còn lại của nạn nhân chỉ là một bộ xương khô lặng câm. Không có nghi phạm, không một dấu vết nào được tìm thấy tại hiện trường. Dù đã có sự liên tưởng về một thảm án, song tất cả các manh mối đều rất mờ nhạt. Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hài cốt cho thấy, trên hộp sọ có vết nứt vỡ do ngoại lực tác động đã củng cố nghi vấn về một án mạng. Nhằm xác định nhân thân người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã phát động phong trào người dân tham gia tố giác tội phạm cũng như cung cấp thông tin về người thân mất tích. Trong 3 gia đình có người thân mất tích trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, gia đình bà D, người viết tắt, đã cung cấp thông tin quan trọng về người con dâu mất tích trong lúc đi giao ga 13 năm trước. Tiến hành trưng cầu giám định ADN bộ hài cốt cùng những gia đình có trình báo người thân mất tích sau 4 ngày, cơ quan công an xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Thu Tê, sinh năm 1988, trú tại thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, con dâu bà D. Bước đầu, cơ quan công an xác định chị Tê đã bị sát hại rồi phi tang thi thể vào bể nước. Ngay sau đó, công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành khởi tố vụ án giết người để điều tra. Với nhận định, chỉ có người thông thuộc địa bàn nắm rõ được địa hình cũng như kết cấu, công năng ngôi nhà ông Nguyễn Văn Quỳ mới có thể gây ra vụ giết người giấu xác một cách gọn gàng và hết sức kín kẽ như vậy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã tập trung đấu tranh với những đối tượng hình sự cộng cán trên địa bàn. Tuy nhiên, sau 13 năm, để chứng minh kẻ nào đã gây ra cái chết cho nạn nhân, động cơ sát hại nạn nhân là gì, không phải là điều dễ dàng. Sau khi rà soát tất cả các đối tượng hiềm nghi, lực lượng điều tra phát hiện Bùi Trọng Thành là con riêng của vợ ông Nguyễn Văn Quỳ có nhiều biểu hiện khả nghi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã tiếp cận thu thập tài liệu thông tin liên quan đến đối tượng. Qua củng cố chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng xác định Bùi Trọng Thành là nghi phạm số 1 nên đã mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ tài liệu điều tra bước đầu, nghi phạm Bùi Trọng Thành khai nhận cuối năm 2010, Thành đã giả vờ gọi ga để điều chị Nguyễn Thu Thanh đến nhà mình rồi sát hại, cướp dây chuyền vàng. Sau khi gây án, Thành giấu thi thể nạn nhân trong bể chứa nước thải, múc nước lau chùi, xóa dấu vết gây án. Được biết, Thành là con riêng của vợ ông Nguyễn Văn Quỳ, chủ căn nhà phát hiện hài cốt. Hàng xóm cho hay, Thành sống trong làng từ bé, làm nghề lái máy xúc. 13 năm qua không có biểu hiện bất thường trong cuộc sống. Theo chính quyền địa phương, thời điểm chị Thanh mất tích, ông Quỳ và vợ, mẹ ruột của nghi phạm Thành đang phải chấp hành án tù vì khai thác đá trái phép và sản xuất vật liệu nổ. Ngôi nhà gần như bỏ không, bể nước nơi phát hiện hài cốt nằm ở sau khu công trình phụ, nhà tắm, nhà vệ sinh. Khi xuống tay giả mang với người phụ nữ giao ga, nghi phạm mới 17 tuổi. Ngay trong chiều 22 tháng 12, công an thành phố Hải Phòng đã đưa nghi phạm về nhà, nơi tìm thấy hài cốt chị Thanh để thực nghiệm hiện trường tại khu vực rộng hàng trăm mét vuông. Nhà nạn nhân cách đó khoảng 300 mét, sát chân núi đá vôi.
Theo thông tin từ địa phương, vào trưa mùng 3 tháng 12 năm 2010, chị T nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao ga. Sau đó, chị T đi xe máy chở ga đến địa điểm giao hàng và từ đó không thấy trở về. Thấy con dâu đi giao ga từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không về, điện thoại không liên lạc được. Bà D, tên viết tắt, mẹ chồng chị T đã hỏi người thân và gia đình thông gia nhưng cũng không có thông tin gì về chị. Cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc kiểm tra, điều tra, tuy nhiên chỉ tìm thấy xe máy chị T dưới mương nước thuộc xã Lại Xuân. 13 năm qua, gia đình đã đi tìm kiếm chị T khắp nơi nhưng vô vọng. Họ tưởng chị bỏ nhà đi, chứ không ai nghĩ chị bị kẻ cùng địa phương sát hại. Bước đầu, nghi phạm Bùi Trọng Thành đã khai nhận rằng, cuối năm 2010, Thành 17 tuổi giả vờ gọi ga để điều chị Thanh đến nhà mình rồi sát hại, cướp dây chuyền vàng. Sau khi gây án, Thành giấu thi thể nạn nhân trong bể chứa nước thải, múc nước lau chùi dấu vết gây án. Được biết Thành là con riêng của vợ ông Nguyễn Văn Quỳ, chủ căn nhà phát hiện hài cốt. Hàng xóm cho hay Thành sống trong làng từ bé, làm nghề lái máy xúc. 13 năm qua, không có biểu hiện bất thường trong cuộc sống. Theo chính quyền địa phương, thời điểm chị Thanh mất tích, ông Quỳ và vợ, mẹ ruột nghi phạm Thành đang phải chấp hành án tù vì khai thác đá trái phép và sản xuất vật liệu nổ. Ngôi nhà gần như bỏ không, bể nước nơi phát hiện hài cốt nằm ở sau khu công trình phụ, nhà tắm, nhà vệ sinh. Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an điều tra vụ trọng án chiếc túi chứa hai chân và hai bàn tay bị đốt xảy ra ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Qua khám nghiệm, hai bàn tay bị đốt có gắn móng giả. Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra là có thể nạn nhân bị phân xác ở nơi khác rồi đưa đến Bình Dương phi tang. Theo dõi vụ trọng án này, Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, người từng trực tiếp thụ lý điều tra một số vụ án mà nạn nhân bị phân xác để phi tang cho rằng, mấu chốt bóc gỡ vụ án chính là việc xác định danh tính, nhân thân của nạn nhân. Ông Vân nhận định, đây là một vụ án phức tạp, hung thủ gây án một cách man rợ, tinh vi. Vì vậy, sẽ là không dễ dàng gì để đội ngũ pháp y, lực lượng kỹ thuật hình sự có thể xác định được danh tính nạn nhân bởi thi thể đã bị phân xác, bị tiêu hủy, đồng thời cũng chịu những tác động khách quan khác như dòi bọ, thời tiết. Theo ông Vân, từng yếu tố trong nhân thân nạn nhân đều ảnh hưởng trực tiếp đến hướng điều tra của cơ quan chức năng. Ông Vân lấy ví dụ, nếu nạn nhân là phụ nữ, những giả thuyết có thể đặt ra là nạn nhân bị giết vì tình cảm, bị cướp tài sản, nạn nhân là gái bán dâm bị giết, hiếp. Trong khi đó, với trường hợp nạn nhân là nam giới, những trường hợp có khả năng cao sẽ xảy ra là bị giết vì tiền bạc, mâu thuẫn xã hội. Đặc biệt, việc xác định được danh tính sẽ giúp cơ quan điều tra truy vết được các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, từ đó sẽ khoanh vùng được nghi can, nghi phạm. Thượng tá Trịnh Kim Vân chia sẻ thêm, bên cạnh việc phát thông báo truy tìm danh tính, cơ quan điều tra có thể xác định danh tính nạn nhân qua dấu vân tay mẫu ADN. Lúc này, công tác vận động quần chúng là rất quan trọng. Đặc điểm nhận dạng mà công an tỉnh Bình Dương đưa ra là nam giới, đã trưởng thành, có chiều cao khoảng từ 1m68 đến 1m7, thời gian tử vong khoảng từ 8 đến 14 ngày trước. Từ những dữ liệu này, với kinh nghiệm công tác, cựu điều tra viên cho biết cơ quan điều tra sẽ rà soát lại toàn bộ dữ liệu camera giám sát xung quanh khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân, với mục tiêu xác định được kẻ nghi vấn mang chiếc vali chứa các phần thi thể đến bãi đất trống. Song song, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra những thông báo mất tích, tìm người trong khoảng thời gian mà nạn nhân được nhận định là bị giết. Ngoài những hoạt động điều tra trên, Thượng tá Trịnh Kim Vân cho biết, cơ quan điều tra sẽ còn thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để bóc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!